Ê Chiến ơi, hôm nay chị muốn nấu ăn cho mày. À, chị nấu ăn? Eo ơi, em không bị đau. Cầm, phải ăn. Bác ma vào bếp. Chị, liệu quan được không đấy? Đảm bảo an toàn. A few moments later. Xong rồi, ăn thôi. Wow, em sẽ ăn món trứng này. Ăn đi, ăn cho bằng hết đi nhá. Xong rồi dọn dẹp đi, chị nấu ăn rồi. Được, 8 tháng 3 này em sẽ nghe lời chị. Chị đi vào phòng chờ em. Ok. Tưởng gì, chuyện đơn giản, hôm nay sẽ cho bà một bất ngờ. Lời yêu thương thì khó nói, chứ hành động thì đơn giản. Wow, cô tiên nào bước vào nhà mình đây? Cô tiên đang đứng bên cạnh chị đây. Ôi, chị số 1. Bọn em cảm ơn chị ạ. Nhân ngày 8 tháng 3 em có một bông hoa nhỏ tặng chị. Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Bye bye chị. Chào chị. Bye. Cái hoa của chị đâu? Hoa của chị đây. 8 tháng 3 vui vẻ.